Ủy nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt khoản viện trợ đối với dự án hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh. Tổng giá trị khoản viện trợ hơn 55 tỷ đồng được triển khai từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 12 năm 2026 dự án có mục tiêu là triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi, chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi, nâng cao phúc lợi cho voi nhà, duy trì và bảo tồn quần thể voi nhà trên địa bàn tỉnh đắk lắc. Dự án được triển khai tại ban quản lý rừng lịch sử văn hóa môi trường hồ lắc huyện lắc, vườn quốc gia gióc đôn, trung tâm bảo tồn voi cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng và các công ty du lịch đang hoạt động trên địa bàn huyện buôn đôn. Phần đầu đến hết năm 2026, mô hình du lịch thân thiện với voi được thực hiện tại huyện Buôn Đôn và huyện Lắc, thay thế hoàn toàn cho hình thức du lịch cưỡi voi. Đàn voi nhà được bảo tồn, chăm sóc, đảm bảo phúc lợi, kéo dài tuổi thọ. Chủ nài voi được bù đắp nguồn thu nhập bị thiếu hụt do rừng phục vụ cưỡi voi. Theo số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk, hiện nay toàn tỉnh còn 37 con voi nhà, trong đó có 22 con ở huyện Buôn Đôn, 14 con ở huyện Lắc và một con ở huyện Krông Na. Con số này đã giảm mạnh so với đầu những năm 1980 với 502 con voi nhà.